Chiếc Bánh mến chào anh chị em. Trên Facebook Nguyễn Thanh đã đưa lên những hình ảnh cha xoài ăn Bautista Nguyễn Sang thật chu đáo. Dù dịch Covid-19 rất nhiều khó khăn, nhưng cha vẫn chu đáo chăm lo cho những bà con vùng dịch đủ chất dinh dưỡng để có sức khỏe công tác chống dịch. Thật là tuyệt vời, cha Sang có tấm lòng nhân hậu và rất yêu thương mọi người. Xin Chúa và mẹ che chở gìn giữ, ban ơn cho cha trên con đường phụng vụ. Tặng thịt gà cho bà con có thêm chút dinh dưỡng cho bữa ăn. Thời gian qua, chương trình Tiếng Hát Vì Người Nghèo đã thực hiện các hoạt động thiện nguyện, san sẻ khó khăn với bà con nghèo trong đại dịch. Linh Mục Nguyễn Sang mỗi ngày gửi gạo, rau củ, trứng cho các đơn vị, tổ chức các chương trình từ thiện giúp đỡ bà con nghèo. Mới đây, Linh Mục Nguyễn Sang tiếp tục hỗ trợ thịt gà, phân phát cho bà con nghèo trong mùa dịch. Vì tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Linh Mục Nguyễn Sang không thể đến trực tiếp trao cho bà con. Bên cạnh đó, có các thành viên đi giao và gửi tận tay cho bà con. Được biết, số lượng thịt gà này do Linh Mục Nguyễn Sang mua tại trại nuôi gà, nên thịt gà gửi đến cho bà con rất ngon, rất tươi, gọi là gà nóng. Bà con rất vui mừng vì ngoài bữa ăn có rau, trứng, lại có thêm thịt gà trong thời gian này là điều không dám nghĩ đến. Số lượng thịt gà được chia sẻ cho bà con công nhân nhà trọ tại các khu vực phường Tân Hiệp, phường Tam Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai, phường Bình Trưng Tây, quận 2, xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, Tiền Giang. Linh Mục Nguyễn Sang ngậm ngùi tâm sự: "Tôi nhìn thấy những bữa ăn của bà con chỉ có rau hay mì gói thì thiếu dinh dưỡng, nhất là những người già tôi rất thương. Tôi nghĩ có thêm một chút thịt thì bà con sẽ có sức khỏe tốt. Tôi đặt mua gà để góp phần thêm bữa ăn cho bà con có thêm dinh dưỡng. Nhưng nhiều quá tôi không thể chia sẻ hết được. Mỗi tuần tôi cố gắng giúp một lần, từ 500 con đến 1.000 con gà. Trong mùa dịch, chương trình Tiếng Hát Vì Người Nghèo đã đồng hành nhiều nơi và giúp rất nhiều hoàn cảnh, từ gửi gạo, mì gói như mọi khi đến với người dân gần khu mình sống, cho đến hỗ trợ nơi ở cho hoàn cảnh vô gia cư. Linh Mục Nguyễn Sang và các thành viên âm thầm đi gom lương thực, thực phẩm trao tặng cho bếp ăn, bếp không đồng, nấu cho bà con nghèo ở khu phong tỏa hay cách ly. Chưa bao giờ khoảng cách con người với con người gần nhau đến thế, gần như những cơn mưa tưới mát và chữa lành những thương tổn của nhiều người." Tác giả Bình Minh.